còn cái phần mà bọt bọt trên đây hiện hồi nó hết đó cô hả? À, một phần bọt lên cái lớp trên nó hết, mình dớp lớp dưới lên cái lớp trên đã. Nè có một vài con này nó cũng hơi hơi bị đây nè, bây giờ dớp ở dưới lên nè. Sau khi hoàn thành 15kg này thì anh luộc thêm một cái nồi nữa đó. Còn cái nồi bên kia ha, ba khí ở đây thì cả nhà nếu mà lái xe biết đầu rồi á thì chị làm là sống luôn, nó bò lung tung hết ra. Và bắt đầu là sau đó thì mình sẽ rửa sạch, làm sạch hết rồi bỏ vô nồi là mình hấp lên thôi, mình luộc lên thôi. Mở mắt ra là có đơn hàng ta đưa tới rồi à, mình hàng trễ quá mình không có giao sớm cho người ta được. Thường là sáng là nó giao 8 giờ là bên đây nắng có lu bu, còn bây giờ là giao trễ. Sáng nãy giờ vô nhà là vô muối, rang muối, rang đồ chuẩn bị sẵn hết. Muối là mình làm trong ngày, bán trong ngày hết là làm luôn à, chứ không có làm để. Nói như giờ là hết muối rồi, một chút nó làm là bán kèm theo.
bỏ đầu nè mơi mơi lắm đó là cho lấy cái đó đi, lấy cái đó đi, chào cậu có nó bỏ vô bọc đi. Bây giờ mình ăn nó sẽ giòn đúng không anh? Giòn, giòn thịt ở trong ngọt nha. Để ra ngoài gió chút xíu càng giòn đi. Trời ơi, nhìn cái sốt, cái sốt quá trời luôn kìa. Nhiều ớt không anh? Ớt nhiều lắm á. Cái này mới ngon nè. Cái này chấm mốt cái này mới ngon nè. À đúng rồi, nó tinh tí á. Cái này là khách mua đây bao nhiêu đen á? Khách mua này là 1 ký. À 1 ký nha. 1 ký là 190. Là kho miễn phí cái phần mà rang, gia vị đó. Nhưng mà cái này là phải đặt trước nha cả nhà. Đặt trước. Nghĩa là phải gọi điện đặt trước nha. Chưa cái này... khoảng 1 giờ là có làm được. Còn đổi chiều là làm được. Dạ, khoảng tối. Tại vì chiều mắc đi bán hải sản rồi chợ. Không có nhà, không ai làm. Dạ. Rồi, hấp dẫn đấy luôn. Ngày mai khai trương chi nhánh 13. À, vậy hả? Ngày mai. Ngày mai đó hả? Em mai bên Nguyễn Thương Hiền, 87 Nguyễn Thương Hiền đúng không em? Dạ. 87 Nguyễn Thương Hiền. Và ngày mai luôn, ngày mai có chi nhánh quận 3 luôn. Ngày mai chi nhánh quận 3. Bán cũng 3 thí đó không? Cũng 3 thí hấp. Này ha. Đúng rồi. Này ha. Và bán chắc cũng 2 giờ giống như quận 4. 2 giờ là thường thường 2 giờ phải có mấy giờ? 2 giờ chưa biết, quận Bình quận 4 thì 2 giờ tới bán 6 giờ bán 4 tiếng à. Vậy là mình có 3 chi nhánh rồi. 3 chi nhánh. Ủa vậy lên đơn hết cái phần này luôn không cô? Lên đơn hết luôn á. Hết luôn này hả? Không đủ luôn á. Không đủ luôn à. Vậy là hết cái 15 ký này luôn rồi. Dạ, thêm một cái nồi đang nóng đó kìa. Là giao qua Gò Vấp với quận 12 ha. Chết nè. Cái này đi quận 12 nè, nhà mấy bên đây cơ. Cua. Cua cho trong. Cái nào à? Nào ăn cua. Ủa cua hấp sẵn luôn hả? Này đâu kia. Từ từ nha, còn đâu nha. Cái cua đây. Đây cơm. À càng nó trong đó hả? Càng nhỏ, hai lựa càng nhỏ thì giá 5.5 ký. Hả?
Dạ, càng lớn 6 rưỡi ký anh bao giá rẻ luôn á. Nè. Cái này cái mặn tám. Còn cua với sao luôn. Cua 2 size 2 con ký giá 450. Một con 7 lạng 8 lạng 550 ký. Cái phao là 450 á. Cái phao là 450 còn cái phao nhôm là 550. Con xem là 450. Không, con xem 450 đâu có, con thằng bự đâu có. Đó có. Chưa rửa ra. Vậy là hôm nay mình có vậy mình còn hàng để mình bán ở ngoài nữa không cô ơi? Đúng rồi. Dạ, còn không? Hay là mình hết luôn rồi. À, càng không như đó đó. Dạ. Ý là một hồi nữa là mình còn hàng để mình bán ở ngoài. Còn. Đó, dạ chưa luộc đó. Dạ, còn đây là trong ngủ. Sao không giảm qua giảm á. Một số bạn. Đó hàng nó 50 rưỡi em. Đó 6 rưỡi. Cái đó càng 10 càng ít. Mấy vườn xa xa nữa. Mấy vườn xa xa thì này nó đi á, nó có chuyến nó bóc về. Dạ. Còn cái ông kia ông không biết bóc về thành ra là tội ổng. Dạ. Đi gần gần đi xa thì có tiền nhiều hơn. Cái đó chắc còn thêm quá không có vậy. Thêm càng. Thêm càng. Số 258/42 Dương Bá Trại phường 2, quận 8 nha cả nhà. Em sẽ số điện thoại để khán giả có coi được á. Và ship nha. 0907 570 418. Ở đây là các loại bán, mình bán mấy cái loại bán hải sản, những đồ mà đại hàng thiên nhiên không à, cua ghẹ hoặc là dợp, những đồ bắt á, bạch tuộc, tôm tích, cua đá, bán những cái hàng lạ không à. Dạ, nói chung là bắt từ thiên nhiên ha. À, đúng rồi, đồ Cần Giờ dưới nó cào có gì là bắt cái đấy. Dạ. Gửi lên là mình bán cái đấy. Còn bà kia ở đây là bà kia này Cà Mau thôi. Cà Mau thôi. Cà Mau đem lên thôi. Hàng Cà Giờ có mà không ngon. Cái hộp lốt 5 con. Cả nhà có thể ủng hộ nha. Cả nhà thì nếu mà thèm bà kia thì cả nhà có thể ghé thử chỗ ở đây nha. Chỗ ở đây á, thì để địa chỉ Ngọc sẽ nhắc lại một lần nữa để cho cả nhà mình biết được là số 258/42 của Dương Bá Trại phường 2 quận 8 nha. Số điện thoại thì cũng đã được anh đọc rồi. Cả nhà có thể gọi điện ship cũng được. Mùa này thì cái ship là ok nhất luôn. Thì anh chị sẽ báo giá ship cho mình luôn ha. Đó, ở đây là một chỗ làm khá là nhiều bá khí luộc nè. Xong rồi có lại chế biến sẵn, nhưng mà chế biến sẵn là phải đặt trước rồi sớm sớm giùm anh chị, để anh chị có thể là có hàng, có đơn cho cái mình ha. Tại vì luộc là nó rất là mất nhiều thời gian á.
Rồi, cây nào bán khí nhìn rất hấp dẫn nha. Thôi, Ngọc kết thúc clip ở đây ha. Bye bye cả nhà của mình nha. Bye bye. Càng cua biển hả chị? Dạ, càng cua biển. Càng cua biển này thì chị bán làm sao, với lại mình cân làm sao? Mình bán càng à? Cái này bán ca bán ký. Ký thì 550. Còn loại nhỏ này thì 500. Yeah. Mà ở đây là tụi em có bao nhiêu thì em bán nhiều, ví dụ 3 lạng thì cứ cân bao nhiêu con, bao nhiêu càng thì mình bán thôi. Yeah. Rồi lớn không ha? Dạ lớn này không ạ. À. Nhà luôn hả chị? Cái này mình cũng lấy của người ta nhưng mà lấy hàng lựa hàng ngon. Dạ yeah, hả? Dạ. Ngọt lắm. Trời ơi, càng nào càng bán quá trời đã luôn kìa. Con ký á, con 8 lạng tới 1 ký. Dạ. Con này là con dợp. Nè con xinh quá trời luôn nè. Dạ đúng rồi, có con rừng. Là ở dưới Cà Mau luôn hả chị? Dạ không, cua này cũng Cần Giờ. À, cua Cần Giờ. Dạ. Ở rừng Cần Giờ. Cua rạch cua thịt. Đâu có mấy con dạp ký. Mấy con ký khách lấy hết rồi. Là nãy chị nói chị bán cua này giá làm sao? À, cua rạch này thì là rạch. Mấy con này là 500, cái này 550. Mấy con ký nè, ký trở lên nè. 8 lạng ký. Ôi ôi, cái càng. Còn ký 1, ký 2 nữa, hồi nãy mấy anh kia lấy hết à. Có nghĩa là khách đến mua đặt hết hả chị hả? Dạ, hồi nãy khách lên đông lắm. Càng quá thì bự luôn. Ờ, quá đã luôn. Đâu phải mỗi ngày có đâu, lâu lâu mới có dịp á. Thường là nhà em bán cua Cà Mau, nhưng mà đợt này dịch quá, xe nó lên đây cái khó nó chết. Không ngon. Còn mình là con dợp. Con dợp. Dợp này em bán 150 hay gì á, không nhớ giá nữa, tại hôm nay lấy hàng chưa có coi view. Dạ. Hàng cũng lớn không ạ? Có nghĩa là cái này chị bán phụ thêm, nặng mình thêm, dạ. Với ba khía thôi đúng không? Đúng rồi.